Chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Đập thùng lô hàng chính hãng đầu tiên của KTM 790 Duke 2020 về Việt Nam. Các chiếc KTM 790 Duke 2020 bất ngờ về Việt Nam vào chiều hôm nay. Đây là lô hàng 790 Duke 2020 đầu tiên cho hiệp KTM Việt Nam Sapa nhập về trực tiếp từ nhà máy KTM tại Philippines, đạt chuẩn khắt khe nhất từ châu Âu. Theo hãng KTM Việt Nam Sapa chia sẻ, sau một thời gian khá lâu nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều tín đồ đam mê mô tô một lớn tại Việt Nam, đặc biệt thương hiệu KTM của Áo, chưa hôm nay lô hàng chính hãng KTM 790 Duke 2010 đầu tiên đã chính thức đổ bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức giá bán hàng sẽ cực kỳ hấp dẫn. Theo chúng tôi được biết, do được sản xuất tại nhà máy bên KTM Philippines, đạt cái tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu, nên giá của cái chiếc KTM 790 Duke 2010 sẽ tốt hơn rất nhiều so với giá nhập khẩu các thị trường khác. Cùng chúng tôi khui cái công lô hàng mới của KTM 790 Duke 2020 đầu tiên Việt Nam nhé. KTM 790 Duke 2020 chính hãng đầu tiên Việt Nam. Một thời gian dài chúng ta đã rất trông ngóng, thì đến ngày hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2020, KTM 790 Duke 2020 đã chính thức Việt Nam. Trên cái thùng kiện hàng này, các bạn thấy rất rõ tên xe và cái dòng chữ Made in Philippines. Đội ngũ kỹ thuật viên của KTM Việt Nam Sapa cẩn thận khui thùng và đã thu hút được rất nhiều đông đảo những cái fan hâm mộ mô tô phân khối lớn theo dõi. Điều này chứng tỏ cái sức hấp dẫn của mẫu xe này được đánh giá là siêu phẩm của KTM, với những trang bị ở phần động cơ xanh đôi đầu tiên. Và tại cái cuộc triển lãm Tokyo Motor Show 2018, chúng tôi cũng đã có cơ hội diện kiến thực tế cái mẫu xe này và mang cho mình một cái lịch sử phát triển rất lâu dài của hiệp KTM đến từ Áo, với một khối động cơ là hai xanh thẳng hàng. Và giá của chiếc KTM 790 Duke IBS 2018 đang bán thị trường Nhật tương đương là 242 triệu đồng. Và đây là tổng thể hình cực kỳ chất của cái chiếc KTM 790 Duke 2020 đầu tiên Việt Nam. Trông rất hầm hố, cứng cáp, to lớn hơn rất nhiều so với người đàn em là KTM 390 Duke. Lần đầu nhìn vào cái chiếc xe này, chi tiết gây ấn tượng của chúng tôi nhất là chính là chi tiết đầu đèn hình kim cương cái kiểu mới, khác hoàn toàn với cái chiếc là 390 Duke 2019 ở một số chi tiết. Tiếp theo đó là thiết kế phần đuôi cực kỳ hiện đại và chất lượng. Thiết kế hai ốp bên bình xăng thừa hưởng thiết kế đi này từ những ông anh cả 1290 Super Duke, nhưng hình khối cái kiểu mới cũng khác biệt hơn. Cái bình xăng của KTM 790 Duke 2010 thì có dung tích lên tới 4 lít. Chi tiết cái rãnh tản nhiệt hình tam giác hai bên đùi tặng thêm cái nét đẹp và cái nét đặc trưng riêng của 790 Duke. Thiết kế yên xe thì hai tầng cực kỳ thể thao. Và đây là vài thông tin kỹ thuật của KTM 790 Duke 2020. Cái động cơ là hai xăng thẳng hàng 799cc LT 8 kỳ, giảm nhiệt bằng cái lỏng. Cái công suất cực đại là 105 mã lực, ở ngưỡng tôi là 9.000 vòng trên phút. Moment tăng cực đại 85.4 Nm, tại bồng tôi là 8.000 vòng trên phút. Trang bị phanh ABS trước sau. Cái trọng lượng ước 189kg. Tiết chia cấu yên chúng tôi được biết là 823mm. Hai phanh đĩa trước là 300mm theo 2 bit. Đĩa đơn phía sau là 240mm 1 bit. Có sẵn trợ lực ta lái không tùy chỉnh. Quick shift 2 chiều lên và xuống. Và chiếc xe có tới 4 chế độ lái. KTM 790 Duke 2010 còn được trang bị một cái bộ kim u với những công nghệ rất hiện đại như traction control với cảm biến góc nghiêng, cornering ABS, wheelie control, slink control, quick shifter 2 chiều up and down. Đồng hồ hiển thị full LCD tương tự như là cái bản 390 Duke 2009, có cái báo cấp số, chế độ lái, kết nối các thiết bị di động vân. KTM 390 Duke ABS cái đời 2019
theo chúng tôi ghi nhận tại cái cuộc triển lãm Turco trước đây, thì phiên bản này sẽ có hai cái bản màu là cam xám, khi so với phiên bản màu là đen xám bên dưới. Và cái chiếc KTM 790 Duke IPS 2019, cái gam màu đen xám, cũng được hãng mang đến cái cuộc triển lãm ở TMS 2019. Cái chiều cao yên là 825mm. Và phiên bản cái năm 2020 thì các bạn cũng thấy hãng KTM 790 Duke 2020 cũng khác biệt với gam màu cam đen, nhìn nó cứng cáp hơn, đẹp hơn rất nhiều. Kết hợp cùng với cái độ vành bánh trước sau cũng đã được sơn lại cam màu cam thể thao hơn. Thiết kế ống xả cao rất thể thao, ngoại hình thưởng rất nhiều thiết kế DNA của người ông Anh là Super Duke 1290. Chiếc xe nhìn rất là góc cạnh thể thao, mạnh mẽ từ mọi hướng. Tay phanh dầu cao cấp, đồng hồ TFT hiện đại có thể kết nối với smartphone. Phuộc trước là upside down hàng hiệu đến từ Ruby. Sẽ được trang bị phanh ABS 2 kinh cực kỳ đánh giá. Có cả cây trợ lực tay lái được trang bị mặc định trên KTM 790 Duke 2020. Theo chúng tôi đánh giá, trang bị này rất đáng đồng tiền bạc gạo, giúp chiếc xe ổn định và an toàn hơn tốc độ cao. Và giá của KTM 790 Duke IPS 2020 chính hãng sẽ sớm được hãng KTM Việt Nam Sapa công bố thời gian sắp tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và các chiếc KTM 790 Duke 2020 bắt đầu sản xuất tại nhà máy Philippines hồi đầu năm 2019. Nhà máy lắp ráp tại các mẫu xe của KTM thuộc sở hữu từ Ayala ở Laguna, Philippines chính thức đi vào hoạt động khoảng 2 năm nay. Gần 10.000 chiếc xe cũng đã xuất xưởng, bao gồm những phiên bản như Duke 200, Duke 390, LC 200, LC 390, 790 Duke. KTM cũng đã chính thức hợp tác với một cái tập đoàn Mico Electronics đến từ Ayala vào hồi tháng 3 năm 2007 với mức sản xuất khoảng là 4.000 chiếc năm tại nhà máy này. Và cho đến tận hôm nay, con số đã lên là 10.000 mẫu xe xuất xưởng, vượt qua cái chỉ tiêu của sự thành công to lớn của hãng KTM và các tập đoàn Ayala. Cảm ơn các bạn đã biết nè, đừng nhớ like, subscribe.